Hay là chúng mình gặp nhau đi. Nói chuyện 3 tháng rồi mà anh vẫn chưa được gặp em. Gì mà vội thế? Mình gặp nhau, nếu mà hợp, anh đưa em về ra mắt bố mẹ luôn. Thật á? Ok. Nhưng mà em sẽ dắt anh tới một nơi rất là đặc biệt. Chỗ nào thế? Quán phở. Được, em gửi anh địa chỉ nhé. Ok nhá. Cuối cùng cũng được gặp em rồi. Bác ơi, cho cháu bát phở tái ạ. Cho cháu bát phở tái. Quán gì kỳ cục thế nhỉ? Bác, cháu xin lỗi, cháu không biết ạ. Cháu cảm ơn ạ. Xin mời quý khách. Cảm ơn. Nhận ra em không? Ôi, anh biết là em xinh đấy, nhưng mà bên ngoài em còn xinh hơn trong điện thoại nhiều á. Khó khen rồi, anh ăn tiếp đi. À, mà khi anh đến quán phở này thì anh thấy ở đây có điểm gì đặc biệt? Thì phở thì cũng giống như các quán khác thôi. Còn đặc biệt chắc là chủ quán đúng không em? Chính xác. Ở đây thường bọn em có một cái tên gọi là quán phở không lời. Vì thường mọi người sẽ không sử dụng ngôn ngữ là giọng nói để giao tiếp đâu. Mà khách hàng đến đây ăn ấy thì sẽ viết ra một tờ giấy, rồi sau đó là đưa cho bác chủ quán. Nếu như anh là khách quen ý thì bác ấy còn nhớ được từng vị của mỗi người cơ. Cũng hay đấy. Hay chứ. Ở ngoài ý, cho dù có xô bồ như thế nào, nhưng một khi anh đã đặt chân tới quán phở này, ăn một bát phở thôi thì coi như là tất cả những muộn phiền hay là bụi bặm ở ngoài đường á sẽ được xua tan hết. Cảm giác rất là bình yên luôn. Anh không ngờ đấy, một cô gái trẻ như em lại có một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống như vậy. Anh tìm được mỏ vàng đây rồi. Mỏ vàng đâu? Mỏ kim cương chứ. Em đùa thôi, anh ăn đi. Rồi lát nữa ra ngoài kia em sẽ cho anh xem thêm một điều bất ngờ nữa. Thật á? Ăn đi. Anh thấy chưa? Đấy là bác Nam. Mặc dù bác bị như vậy nhưng là người sống rất trọng tình trọng nghĩa. Vợ bác thì bị đột quỵ ở nhà mất cả năm nay rồi. Mặc dù khó khăn như thế, nhưng mà mỗi ngày vào đúng giờ này là bác ý sẽ đưa bác cái đẩy xe lăn đi dạo cho thảnh thơi, rồi là tự tay mình đút cho vợ mình ăn. Còn với em thì nhà lầu xe hơi không quan trọng. Mặc dù chúng ta mới chỉ quen nhau, nhưng em hy vọng rằng chúng ta sẽ trao nhau những tình cảm chân thành nhất, để sau này dù khó khăn như thế nào cũng không bao giờ bỏ mặc nhau. Anh đồng ý chứ? Anh hiểu rồi. Anh đồng ý với em. À, chào bác. Chào bác ạ. Chúc mọi người ăn ngon miệng nhá. Bọn con đi đây, bọn con xin phép nhá.